xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh ngậm tv xin cảm mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bạn đã bao giờ lạc vào cõi mộng và tự hỏi liệu những giấc mơ có thể mang trong mình sức mạnh tiên tri hé lộ những gì đang chờ đón trong tương lai chưa phải giấc mơ không chỉ là những hình ảnh mơ nhạt thoáng qua mà còn là những cửa sổ dẫn lối chúng ta vào những chiều không gian khác nơi mà thông tin sự thật tồn tại một cách bí ẩn Liệu chỉ cần có đúng công cụ, đúng cách tiếp cận, chúng ta có thể mở ra cánh cửa ấy, chi cập vào những bí mật sâu thẳm của vũ trụ. Có khi nào bạn đã từng nhận ra, mình đang mơ cảm nhận rõ ràng những khung cảnh và sự việc trong giấc mơ, rồi nắm lấy quyền điều khiển thay đổi cục diện theo như ý muốn. Không chỉ như vậy, liệu trong cõi mơ ấy, chúng ta có thể kết nối với những người khác, giao tiếp và chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất trong giấc mơ hay là không? không chỉ giúp cho chúng ta nhìn lại quá khứ mà còn soi chiếu hiện tại, thậm chí là tiên đoán cả những sự kiện chưa xảy ra đến và sẽ ra sau. Nếu chúng tôi nói với bạn rằng tất cả những điều này không chỉ là diễn tưởng mà là thực tế đã được chứng minh, điều này liệu có làm thay đổi cách chúng ta hiểu về một mối liên hệ kỳ diệu giữa cơ thể tâm trí và vũ trụ, chẳng lẽ chúng ta đã luôn nằm trong một mạng lưới bí ẩn mà chỉ giấc mơ mới có thể tiết lộ từ những năm 1960? thì các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu về giấc mơ tiên tri và giác quan thứ sáu. Trong giấc mơ, những khám phá ấy đã khiến cho họ sửng sốt. Không chỉ vì các báo cáo đến từ các thiền sư tín đồ tôn giáo hay là người theo đuổi quyền học, mà còn tới những con người rất đổi đời bình thường. Những người bất ngờ thu thập được thông tin về các sự kiện hay mục tiêu mà không cần dùng đến bất kỳ phương tiện logic nào trong khoảng thời gian từ 1900 đến năm 2016 thì một phân tích toàn diện đã được thực hiện trên kết quả của 50 năm nghiên cứu, giấc mơ của các nhà khoa học từ Úc, Anh và Ý đã đưa ra kết luận đầy bất ngờ. Nội dung giấc mơ có thể được sử dụng để xác định chính xác các thông tin về mục tiêu và xác suất đúng, thậm chí còn vượt qua mức ngẫu nhiên. Một trong những thí nghiệm tiên phong vào thập niên 1960 tại Trung tâm Y tế của New York, dưới sự dẫn dắt của Muntak, Uman và Sally Ritner đã mang đến kết quả đáng kinh ngạc họ đã thiết kế các thí nghiệm trong đó người tham gia được đánh thức trong giai đoạn REM của giấc ngủ và được yêu cầu mô tả những gì họ thấy kết quả khiến ai nấy phải trầm trồ một nhà ngoại cảm nổi tiếng Alan Garrett đã mơ thấy một cuộc đua xe ngựa hình ảnh trùng khớp đến kỳ lạ với một bức tranh niêm phong trong phong bì ở căn phòng khác từ thí nghiệm đầu tiên đó hơn 200 thí nghiệm tương tự đã được tiến hành và kết quả được công bố rộng rãi trong các bài báo và sách những kết quả này đã tạo ra tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ. Vào năm 1973, thì diện sức khỏe tâm thần quốc gia đã quyết định tài trợ cho trung tâm y tế một khoản khổng lồ 552.000 đô la để tiếp tục nghiên cứu về giác quan thứ sáu trong giấc mơ. Đây là một con số lớn vào thời điểm đó, thể hiện sự kỳ vọng lớn lao và tiềm năng của lĩnh vực này. Thật đáng kinh ngạc, kết quả của các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 65% các trường hợp giác quan thứ sáu tự phát xảy ra không phải trong phòng thí nghiệm mà trong giấc mơ những khoảnh khắc khi tâm trí con người vượt ra khỏi sự giam hãm của thực tại tại sao những nghiên cứu này lại mang tầm quan trọng đặc biệt không chỉ dừng lại ở sự tò mò khoa học mà ngay cả chính phủ cũng dành sự chú ý đặc biệt đến giác quan thứ sáu trong giấc mơ bởi khả năng tiên đoán tương lai có thể mở ra những tiềm năng to lớn một khám phá đầy hấp dẫn của các nhà nghiên cứu là môi trường xung quanh có tác động sâu sắc đến khả năng giác quan thứ sáu này Nhà tâm lý học Michael Bussinger đã phát hiện rằng vào những đêm khi hoạt động địa từ của trái đất trở nên yên tĩnh, những hiện tượng giác quan thứ sáu và hoạt động tâm linh tự phát lại xuất hiện thường xuyên hơn. Điều này đã hé lộ một mối quan hệ kỳ diệu giữa vũ trụ bao la và tiềm thức của chúng ta. Như thể giấc mơ không chỉ là sản phẩm của trí não mà là cửa ngõ để dẫn vào những bí mật thầm kín của vũ trụ chỉ chờ được khám phá. Phải chăng những nghiên cứu tại Maimonides là bằng chứng thuyết phục rằng giác quan thứ sáu trong giấc mơ là có thật nếu đúng là như vậy thì phát hiện này có thể làm rung chuyển nhận thức của chúng ta về vũ trụ tái định nghĩa mối liên kết phức tạp giữa tâm trí cơ thể và những chiều không gian mà chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá liệu đây có phải là chìa khóa để mở ra những sự thật vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta hay là không nhiều phòng thí nghiệm đã miệt mài tái hiện lại các thí nghiệm trước đó với hy vọng kiểm chứng những điều quyền bí trong giấc mơ và rồi qua một phân tích tổng hợp trải dài hàng thập kỷ kết quả đạt được vượt ra những gì có thể lý giải bằng sự ngẫu nhiên. Điều này không khỏi khiến người ta phải ngỡ ngàng. Như thể là có một bàn tay vô hình, một hiện tượng nào đó kỳ diệu đang diễn ra ngoài tầm giới của các tri thức khoa học hiện tại. Nhưng Sandy Gittner không hài lòng với những thí nghiệm thông thường. Ông đã khao khát tìm kiếm sự thật vượt ngoài giới hạn, thay vì chỉ đơn thuần so sánh giấc mơ với những hình ảnh. Niêm phong, ông đã quyết định khám phá một điều hoàn toàn mới, liệu một người có thể mơ thấy những trải nghiệm thực tế mà họ sẽ gặp vào ngày hôm sau khi chưa từng biết bất kỳ chi tiết nào với chúng. Đó không phải là giấc mơ đơn giản về một bức tranh tĩnh lặng mà là cảm nhận sâu sắc về một sự kiện sống động như thể là được dự báo từ cõi mộng, quyền bí. Trong một thí nghiệm điển hình, người tham gia không hề biết rằng vào sáng hôm sau họ sẽ phải xem một bài thiết trình tưởng chừng như là nhàm chán về các loài chim. Sáng hôm đó, trợ lý đã tung xúc sắc chọn ra một hộp ngẫu nhiên từ kho chứa bên trong chiếc hộp đó là thông tin về trải nghiệm trong ngày hoàn toàn bất ngờ và không thể dự đoán. Nhưng điều gây sửng sốt là khi người ta xem lại giấc mơ mà người tham gia đã có vào đêm trước, mọi chi tiết trong đó đều xoay quanh hình ảnh của những loài chim như là một phép màu vô hình, không một ai kể cả các nhà nghiên cứu có thể biết được trải nghiệm này, vậy mà giấc mơ lại dự đoán chính xác. Có phải người đàn ông ấy đã vô tình bước qua ranh giới của hiện thực, chi cập vào một chiều không gian nơi mà tương lai đã được định hình? mang theo những mảnh ghép của tương lai và giấc mơ. Nghiên cứu về giấc mơ liên chiều này chỉ là khởi điểm, khởi đầu của một hành trình sâu thẳm hơn. Rất nhiều trên thực tế, cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ đã âm thầm đưa những nghiên cứu này vào một vùng lãnh thổ bí mật mà chỉ một số ít người biết đến. Nhưng tại sao phải giữ kín những khám phá này? Phải chăng sự thật mà họ tìm thấy là quá kỳ lạ, quá khó chấp nhận? Đối với công chúng, hãy nhớ rằng 500 năm trước, con người từng tin chắc rằng Trái Đất là trung tâm của vũ trụ. Cũng vào thời đó họ đã tin rằng thế giới này phẳng và chỉ mới 15 phút trước có lẽ bạn vẫn nghĩ loài người là sinh vật thông minh duy nhất trên hành tinh này. Vậy điều gì sẽ được tiết lộ vào ngày mai? Vào năm 1983, Trung tá Winner của quân đội Hoa Kỳ đã viết một bản báo cáo chấn động về những phát hiện liên quan đến khả năng giác quan thứ sáu về sức mạnh tiềm ẩn của tâm trí con người. Theo như báo cáo dựa trên kết quả của dự án Gateway, một nỗ lực hợp tác bí mật giữa cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ và diện tổ chức hàng đầu thế giới về nghiên cứu ý thức con người. Thằng giao cách cảm và giác quan từ xa, gách quay không chỉ đơn thuần là một thử nghiệm, đó là hành trình mở ra những trạng thái ý thức thay đổi được thực hiện thông qua việc đồng bộ hóa hai bán cầu não hay còn gọi là bán đồng bộ hóa nhằm mở rộng ra khả năng nhận thức vượt ngoài ranh giới của không gian và thời gian. Dựa trên nghiên cứu của Isaac Bontot Nhà tiên phong trong lĩnh vực sinh học quá trình Redway đã phát triển một hệ thống đào tạo tinh vi. Hệ thống này sử dụng hai tần số âm thanh phát cùng lúc để tạo ra các nhịp điệu sóng nhĩ giúp cho bán cầu não trái và phải cộng hưởng một cách hài hòa. Khi mà hai bán cầu não đạt đến trạng thái đồng bộ hoàn hảo, thì người tham gia có thể mở ra cánh cửa vào những mức năng lượng và thông tin cao cấp hơn trong vũ trụ. Điều này không chỉ giúp họ thoát khỏi giới hạn của thời gian và không gian vật lý mà còn tiếp cận với những chiều không gian kiến thức vô tận mà vũ trụ bao la các dấu. Báo cáo này đã chỉ ra rằng khi mà biên độ và tần số sóng não hòa quyện với nhau, chúng sẽ cộng hưởng với các mức năng lượng cao hơn trong vũ trụ. Một khi đạt đến sự cộng hưởng này thì tâm trí con người giống như là một âm tho hoàn hảo bắt đầu hòa diệu với tần số của trái đất và rồi dược lên trên đồng bộ với những dòng năng lượng quyền bí khác trong vũ trụ. Đây không chỉ là một bước tiến khoa học mà còn là lờ mờ gọi chúng ta dương tới những tầng kiến thức mà trước đây chúng ta chỉ dám mơ tưởng. Ít chắc phát hiện ra rằng sự cộng hưởng này cực quan trọng về mặt sinh học bởi vì những rung động trong não và chất lỏng xung quanh nó có thể ảnh hưởng đến sự phát ra của các sóng não và các xung điện tử khi mà cơ thể đạt đến trạng thái thư giãn sâu. Các rung động từ tim sẽ lan tỏa đến chất lỏng xung quanh não tạo ra một mô hình nhịp nhàng khiến cho não bộ di chuyển rất nhẹ theo như là kiểu điều đặn. Điều đáng chú ý là những rung động này có thể chuyển năng lượng vào tầng điện ly của trái đất, một khu vực cộng hưởng với tần số tương tự. Điều này có nghĩa là các tín hiệu thần giao cách cảm có thể được truyền đi trên toàn thế giới thông qua trường tĩnh điện của trái đất. Tóm lại, nghiên cứu này cho thấy rằng khi mà não bộ của con người cộng hưởng với trái đất, thì cơ thể và tâm trí có thể tương tác với môi trường xung quanh một cách toàn diện. Điều này có thể dẫn đến khả năng di chuyển ý thức ra ngoài cơ thể một trải nghiệm thường được liên kết với các trạng thái thiền định sâu sắc và chính trong trạng thái này thì con người có thể đạt được những cấp độ ý thức và năng lượng cao giống như những người mơ mộng có khả năng tiên đoán tương lai điều này có ý nghĩa gì đối với giấc mơ và những chiều không gian khác khi mà tâm trí đạt đến trạng thái thư giãn hoàn hảo và sống não cộng hưởng ở tần số hài hòa chúng ta có thể mở ra cánh cửa tiếp cận với những thông tin và tri thức vượt khỏi giới hạn của không gian, thời gian, những trải nghiệm thoát khỏi cơ thể những trạng thái nhận thức cao hơn, giống như là việc bước chân vào một chiều không gian khác nơi mà quá khứ và tương lai có thể được nhìn thấy rõ ràng. Hãy nhớ về câu chuyện Abraham, chỉ vài ngày trước khi bị ám sát, vào ngày 14 tháng 4 năm 1865, Lincoln đã kể cho vợ mình và một số bạn bè nghe về một giấc mơ đầy ám ảnh trong giấc mơ ông đã bước vào phòng đông của nhà trắng và chứng kiến một cảnh tượng tan thương một xác chết phủ kín nằm giữa phòng và xung quanh là những người lính đã lặng lẽ gác khi hỏi ai đã chết ông được trả lời tổng thống đã bị ám sát giấc mơ này đã báo trước định mệnh đau thương của ông như thể là tâm trí ông đã nhìn thấy trước điều sắp xảy ra những giấc mơ tiên tri của lincoln cùng với những khám phá hiện đại về giác quan thứ sáu và khả năng vượt bậc của tâm trí con người chỉ là những dấu hiệu ban đầu cho thấy chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của những hiểu biết vĩ đại. Có lẽ là giấc mơ không chỉ là những hình ảnh thoáng qua trong tâm trí, mà nó còn là chiếc cầu nối với vũ trụ, nơi chứa đựng những bí mật lớn lao, sâu thẳm mà con người chỉ mới bắt đầu khám phá vũ trụ. Và trí tệ của con người có thể được liên kết một cách kỳ diệu hơn. Chúng ta từng nghĩ và giấc mơ chính là chìa khóa mở ra những chăn chờ tiềm năng vô tận ấy. Lincoln với cảm giác hoang mang bước chậm lại gần một trong những người lính đứng gác bên xác chết ông đã khẽ hỏi ai đã chết vậy người lính đã trả lời bằng giọng nói điều điều nhưng đầy nghiêm trọng tổng thống ông ấy đã bị ám sát lờ đáp vang lên như là một tiếng vọng trong tâm trí của lincoln để lại trong ông một cảm giác kỳ lạ và khó tả dù giấc mơ đã mô tả rõ ràng cái chết của một vị tổng thống nhưng lincoln bằng cách nào đó không nghĩ rằng giấc mơ ấy lại đang tiên đoán về chính số phận của mình Thay vào đó, ông cho rằng đó chỉ là cái chết của một ai đó khác hoàn toàn, không liên quan đến ông. Tuy vậy thì Lincoln không phủ nhận niềm tin và sức mạnh tiên tri của những giấc mơ. Một ví dụ khác thể hiện niềm tin này là vào năm 1863, khi ông đang đi công tác xa, ông đã viết thư cho vợ mình và yêu cầu bà hãy cắt khẩu súng lục của con trai họ đi. Lý do là ông đã có một giấc mơ xấu về cậu bé, lo sợ rằng điều gì đó khủng khiếp có thể xảy ra nếu không có sự đề phòng. Ông tin rằng giấc mơ ấy là một lời cảnh báo và rằng một tai nạn có thể xảy ra nếu không cẩn thận. Điều này cho thấy Lincoln không coi giấc mơ chỉ là những hình ảnh vô nghĩa mà là những thông điệp tiềm ẩn, những lời nhắc nhở có thể giúp ngăn chặn thảm họa. Không chỉ vậy, Lincoln thường xuyên mơ về việc lái một chiếc thuyền băng qua những vùng nước lạ với tốc độ là kinh hoàng. Giấc mơ này thường xuất hiện trước những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của ông, đặc biệt là trong những thời khắc căng thẳng của cuộc chiến. Dường như giấc mơ ấy chính là một điềm báo, một lời cảnh tỉnh mỗi khi số phận chuẩn bị thay đổi và thật kỳ lạ là lần cuối cùng giấc mơ ấy xuất hiện là vào đêm trước khi ông bị ám sát như thể báo trước là số phận không thể tránh khỏi đang chờ đợi ông vào ngày hôm sau những giấc mơ của Lincoln có thể được xem như là những trải nghiệm vượt qua ngoài giới hạn của cơ thể vật lý những trải nghiệm ngoài cơ thể nơi tâm trí thoát ly khỏi thân xác để chứng kiến những sự kiện từ một góc nhìn khác thậm chí từ tương lai đây không phải là điều hoàn toàn xa lạ với khoa học hiện đại. Những nghiên cứu của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ trong chương trình bí ẩn Redway đã chỉ ra rằng con người có thể trải nghiệm những hiện tượng phi thường này thông qua các kỹ thuật đặc biệt. Bob Monroe, người sáng lập diện Monroe đã phát triển một phương pháp sử dụng âm thanh để đồng bộ hóa hai bán cầu não, gọi là hemisim, giúp con người đạt được trạng thái thoát xác khi ngủ trong giai đoạn chuyển động, mắc nhanh các Nghiên cứu do cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ tài trợ trong nhiều thập kỷ đã kết luận rằng trong trạng thái REM, thậm chí con người có thể du hành đến một nơi khác, có thể là một chiều không gian khác hoặc thậm chí là một tương lai chưa xảy ra. Khái niệm này tương tự như là lý thuyết vũ trụ toàn ảnh cho rằng mọi thông tin về quá khứ, hiện tại, tương lai đều tồn tại ở một điểm nào đó trong vũ trụ mà con người thông qua những trạng thái nhận thức đặc biệt có thể chi cập vào những kho tàng tri thức ấy. Điều này cũng không quá xa lạ với những niềm tin của các nền văn minh cổ đại, nơi mà thiền định, cầu nguyện, giấc mơ đều được coi là những phương tiện để tiếp cận các tầng nhận thức cao hơn. Những người xưa tin rằng thông qua các phương thức này, con người có thể nhìn thấy những điều vượt qua ngoài giới hạn của thời gian và không gian, bao gồm cả việc tiên đoán tương lai. Đây là điều mà nền khoa học hiện tại mới chỉ bắt đầu khám phá. Chương trình Redway của cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ không chỉ đơn thuần nghiên cứu khả năng thoát xác mà còn đặt ra những cảnh báo đáng kinh ngạc khi một người vượt qua ganh giới của không gian và thời gian họ có thể gặp phải những thực thể thông minh phi vật chất những thực thể này có thể là những nhân vật tôn giáo các biểu tượng lịch sử thậm chí là người ngoài hành tinh và cuộc chạm trán với họ có thể mang lại những trải nghiệm tâm linh sâu sắc và khó lường điều này đòi hỏi người tham gia càng có sự chuẩn bị tâm lý dưỡng chắc để đối mặt với những gì có thể xuất hiện từ những chiều không gian xa lạ thì một khía cạnh khác đầy mê hoặc mà cơ quan tình báo trung ương hoa kỳ và các tổ chức nghiên cứu khác biệt đã đặc biệt chú trọng là giấc mơ sáng suốt khi mà người mơ có thể nhận thức được mình đang mơ và kiểm soát những gì xảy ra trong thế giới mộng tưởng đó trạng thái này mở ra cánh cửa và những chiều không gian khác thậm chí cả những sự kiện tương lai mà không bị giới hạn bởi cơ thể vật lý điều này mang lại tiềm năng vô cùng to lớn không chỉ để mở rộng nhận thức mà còn có thể áp dụng trong lĩnh vực quân sự tình báo khi mà con người có khả năng khám phá thực tại khác hoặc là dự đoán tương lai của chính họ chỉ trong giấc ngủ theo như cơ quan tình báo trung ương của hoa kỳ đã nhận thấy giá trị chiến lược to lớn của giấc mơ sáng suốt đến mức họ đã nghiên cứu cách để biến giấc mơ thành một công cụ quân sự khả năng hoạt động trong các chiều không gian khác mà không bị ràng buộc bởi cơ thể vật lý có thể cung cấp cho họ lợi thế đáng kể theo như tài liệu giải mặt từ năm 1961, cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ đã tổ chức một hội thảo tại Moscow vào năm 1960, nơi cả Liên Xô và Mỹ đều bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến nghiên cứu về truyền tải suy nghĩ và thần giao cách cảm từ xa. Một ví dụ điển hình là Liên Xô đã tiến hành các thử nghiệm thần giao cách cảm trên tàu ngầm Nautilus và ghi nhận những kết quả khả quan chứng minh rằng con người có thể giao tiếp mà không cần sử dụng lời nói hay là tín hiệu vật lý. Những thí nghiệm này đã thổi bùng lên những ý tưởng táo bạo về việc sử dụng khả năng này trong chiến tranh, chẳng hạn như là giao tiếp với tàu ngầm dưới biển sâu mà không cần thiết bị phát thanh hay là tác động đến hành vi của đối phương bằng suy nghĩ. Đây không còn là lý thuyết diễn tưởng mà đã được thử nghiệm trong một thực tế bởi cả Liên Xô và Mỹ. Nó đã mở ra một thế giới mới nơi con người có thể giao tiếp qua suy nghĩ, điều khiển các thiết bị từ xa mà không cần công nghệ hữu hình và thậm chí thay đổi tương lai bằng sức mạnh của tâm trí. Và video đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay xin hãy cho một like và một chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.